Nghĩa qua rồi. Đây là buổi sáng sớm ở thành phố Tuy Hòa nha các bạn. Đoàn tàu mình đã tới Tuy Hòa rồi. Tàu hàng đó mà nó
Tàu đang ở thị trấn Diêu Trì, sắp tới Quảng Ngãi rồi các bạn. Trên tàu thì có những cái chiếc xe đẩy phục vụ là cháo gà, mì xào bò, các thứ nha các bạn. Khi các bạn muốn xuống canteen ăn cho nó rộng rãi thoải mái thì mình đi khoảng chừng, thường thường cái canteen nó nằm ở khoảng giữa cái đoàn tàu các bạn. Mình di chuyển xuống vài ba cái toa là nó sẽ tới cái một canteen, ở đó thì nó bán đầy đủ hơn. Cà phê giải khát, bia, nước ngọt, rồi ăn sáng thì có phở, cháo, mì xào bò. Trưa thì có phục vụ cơm trưa. Còn các bạn không đi xuống canteen thì nó sẽ có những cái chiếc xe đẩy. Nó đẩy đi là theo cái hành lang nó rao lên là mình nghe là mình mở cửa ra, mình mua. Thì xe đẩy này nó phục vụ liên tục, là hết tới món cháo thì khoảng tầm một tiếng hoặc là nửa tiếng thì có một xe đẩy nó bán là bánh mì, bắp, cũng có bán trái cây, xoài. Nói chung là cũng phục vụ là tương đối khá đầy đủ nha các bạn. Dạ rồi, bữa sáng hôm nay có chảo gà nổn rồi, có thể dùng chảo gà cũng mời nè. Bây giờ có ai ăn chảo không ạ? Dạ rồi, bữa sáng hôm nay có chảo gà rồi, có thể dùng chảo gà xin mời luôn ạ. Nói chung là tàu SE này là cái dạng như tàu cũng dạng sang đó các bạn, cao cấp đó. Thì nó có những cái khoang phòng giường ngầm là phòng 4 giường hoặc là 6 giường. Có phòng 6 giường thì giá vé nó sẽ rẻ hơn. Đó, tiếp tục là có một xe đẩy đi bán bắp lột. Trứng lột, bắp lột. Có bắp lột, có trứng gà, xin mời khách. Bắp lột này, trứng gà này, có trứng gà, bắp lột này. Tới ga Vân Canh. Đây là tới ga Diêu Trì rồi các bạn. Giống phải chị thì anh bảy không? Chị bảy à? Phải không? Sinh ra bãi trôi, điều bước chống trả quân Trung độc đảo và một cái võ Tây Sơn. Ai về Bình Định mà coi con gái Bình Định cũng do đi quyền. Thể hiện tính cách và sức sống mãnh liệt của người dân vùng đất này. Bình Định có giao thông thuận tiện, bài tập thống nhất dừng tại ga Diêu Trì. Giờ đây các em còn có thể chọn tàu du lịch từ thành phố Quy Nhơn đến thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Thank you.
Nature has given the people here. Chuyến tàu lửa chuyến tàu lửa Sài Gòn Hà Nội bây giờ là tới thành phố Quảng Ngãi rồi nha các bạn. Bây giờ là 7 giờ sáng ngày 20. Đây là nhà ga Diên Trì ở Quy Nhơn các bạn. Tới thành phố Quy Nhơn rồi. Chuyến xe lửa Sài Gòn Hà Nội bây giờ là đã đến thành phố Quy Nhơn rồi nha các bạn. Bây giờ là 7 giờ sáng. Khởi hành ở Sài Gòn là 9:45 tối. Nhà ga đang đổ tại ga, không biết ga này ga gì, mà là thuộc về thành phố Quy Nhơn. Đây là ga Diêu Trì. Quy Trì là gần Quy Nhơn nha các bạn, thành phố Quy Nhơn. Đây có những chiếc xe đẩy đi bán hàng ăn vặt nha các bạn. Hàng ăn vặt, hàng ăn sáng, hàng ăn trưa. Cà phê nóng, cà phê đá đầy đủ. Mì ly đó nhiêu ly vậy con? 15 ngàn. Mấy cho ly luôn nha con. Trên tàu là có bán đầy đủ, có bán mì ly nữa rồi các bạn. Đây là mì ly cung đình, 15 ngàn một ly. Ở đây thì có cái máy nước nóng để mình nấu mì đây các bạn. Nóng không? Nước nóng không? Dạ nóng. Nóng nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tân Vinh nha các bạn. Tân Vinh là Quy Nhơn. Thấy Google Maps đó, để tới Quy Nhơn rồi. Cung đường Tân Vinh. Kính thưa quý khách, đoàn tàu SE4 đang đưa quý khách đến ga Diêu Trì. Quý khách có vé xuống ga Diêu Trì kiểm tra lại tư trang, hành lý của mình, tránh nhầm lẫn hoặc bỏ quên trên tàu. Quý khách lưu ý, chờ đoàn tàu dừng hẳn trong sân ga, tiếp viên sẽ mở cửa để quý khách xuống tàu. Đoàn tàu dừng tại ga Diêu Trì để đón tiện khách trong ít phút, sau đó sẽ tiếp tục chuyển bánh. Nếu không cần thiết, đề nghị quý khách không nên xuống ga để tránh nhỡ tàu. Để giữ vệ sinh chung, đề nghị quý khách bỏ các giấy rác, thức ăn thừa, v.v. vào thùng rác phía đầu toa, không bước xuống sàn xe hoặc sân ga. Xin trân trọng cảm ơn. Ladies and gentlemen, the train number SE4 has taken you to... Có chừng đi lạc nha.